Chào các bạn, kênh Cô Thơm Long Xuyên Vlog xin mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay series cơm gia đình của mình xin được giới thiệu với các bạn một món ăn rất là quen thuộc đối với chúng ta, đó là vịt nấu chao. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi chợ nhé. Đầu tiên mình sẽ đến cái tiệm bán thịt gà, thịt vịt đây rất là tươi ngon nha. Người ta làm sẵn hết rồi. Đây mình sẽ mua nửa con vịt đấy. Sau đó mình sẽ mua một trái sake nha. Thì thường ấy mấy bạn có thể nấu bằng khoai cao, khoai môn, nhưng mà hôm nay mình sẽ nấu bằng sake nha các bạn. Ăn thì nó rất là thơm và béo bùi nữa. Mình sẽ mua hai trái, một trái mình để nấu chao, một trái mình sẽ làm một món khác nè. Vịt nấu chao thì mình sẽ ăn với bún nha. Và rau đó là mình sẽ mua tần ô. Tần ô ở đây rất là ngon. Ở sạp chỉ bán rau này chỉ có bán bún luôn nên mình khỏi cần đi đâu xa hết đó các bạn. Rồi, xong rồi bây giờ mình sẽ về nhà, mình sẽ chuẩn bị để làm vịt. Đầu tiên mình sẽ lấy cái củ gừng. Củ gừng mình sẽ đâm cho nhuyễn ra. Và sau khi đã nhuyễn rồi thì mình dùng củ gừng này trộn thêm một ít muối để làm gì? Đúng các bạn, đó là để rửa vịt đó. Dùng muối và gừng để chà cọ sát vào da của con vịt nha, để mình cho khử cái mùi của thịt vịt. Mấy bạn cũng biết đó, thịt vịt đó thì rất là khó làm, phải cho nó sạch mùi vịt đi thì ăn nó mới ngon. Còn thôi ăn mà nghe phản bốc mùi thịt vịt thôi, ăn không có vô đâu. Chà sát xong rồi thì bây giờ mình sẽ rửa vịt lại bằng nước lạnh nha các bạn. Vẫn còn mùi nên mình sẽ tiếp tục chà sát lần thứ hai với gừng, muối. Lần này mình sẽ rửa vịt bằng gừng, muối và thêm một ít rượu nữa. Rượu cũng có tác dụng khử mùi thịt rất là tốt nha các bạn. Ở đây cái công đoạn là mình rửa thịt vịt là rất là kỹ nha, để ăn cho nó ngon nha. Để thôi ăn mà nghe cái mùi da vịt, mùi lông vịt như là phí tiền lắm đó. Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin các bạn hãy cho mình một like nếu các bạn thích video của mình làm ra nhé. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì xin hãy nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo khi mình có video mới nhé. Mà quên nữa, xin các bạn hãy ủng hộ mình thêm nữa bằng cách chia sẻ kênh của mình đến với người thân, bạn bè, gia đình của các bạn. Bây giờ mình rửa vịt lần thứ ba nha. Mình sẽ chà sát nó lại bằng muối và chanh nữa. Mình làm rất là kỹ. Bây giờ mình sẽ chặt vịt ra thành những cái miếng vừa ăn nha các bạn. Thao nước này mình sẽ cho ít muối vào và mình sẽ sắc sake. Sau đó mình sẽ thả sake vào đó cho nó đừng có đen nha các bạn. Sake mình sắc thành những cái miếng vừa ăn, nhưng mà cũng không quá mỏng, tại vì khi mình nấu rượu thì nếu mà sắc nhỏ quá nó sẽ bể tan nát ra hết trơn á. Đây, sake ăn thì nó rất là bùi, nghe ngon lắm, ngon hơn cả khoai nữa. Ngoài cái món mà nấu chao này á, thì sake mình có thể làm rất là nhiều món. Ví dụ như là gỏi sake nè, rồi sake chiên nữa nè. Đó, sake chiên bé rất khoái ăn đó các bạn. Còn trong món chay thì sake có thể dùng để kho nè, xào nè, vân vân, đủ thứ loại hết á. Hôm nào mình sẽ làm tất cả những cái món về sake nha các bạn. Lục tủ lạnh thấy còn có dư một củ khoai cao nè, nên bây giờ mình sẽ xắt mình bỏ vào luôn nha. Để bỏ trong tủ lạnh lâu quá nó hư á.
tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu thì mình sẽ đi sắc sả để băm ra nha. Sả này nhà mình trồng đấy, mình lấy sả nhà mình làm như vậy thì ăn rất là thơm hơn là sả mua sẵn người ta xay sẵn. Những miếng thịt vịt đó, nãy mình chặt xong, bây giờ mình sẽ sắp ra một cái mâm nhỏ nha, đưa cái phần bề mặt da đi lên trên. Các bạn xem nha, mình sắp đều hết cái mâm. Rồi, bây giờ ta có đây, mình để nấu vịt nấu chao thì mình sẽ có một mâm thịt vịt đây. Còn đây là hắc xì dầu nha, để tạo màu cho vịt. Ở đây là khoai cao và sake mình đã sắc ra sẵn rồi. Ở đây mình sẽ nấu với nước dừa, mình có một ly nước dừa. Còn về gia vị thì ở đây chúng ta có là chao trắng này, rồi chao đỏ này, một bọc ngũ vị hương, gừng ở đây mình có băm nhuyễn, tỏi xay, củ hành tím xay, rồi tiếp theo là đường phèn, rồi sả băm. Đây là ngũ vị hương mình chế ra hồi nãy, còn đây là sa tế nha. Còn đây là bột nước cốt dừa đó, mình đổ lấy từ đây, mình không lấy nước cốt dừa tươi nha. Và một chút ít tiêu nữa, một quả chanh là xong, đủ đầy đủ các gia vị. Bây giờ mình sẽ quét cái hắc xì dầu lên da của vịt này để tạo màu cho nó nha. Quét xong rồi mình để nó cho nó thấm đi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chiên khoai cao và chiên sake nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ chiên áp chảo những cái miếng thịt vịt này đó. Mình chiên chủ yếu là đặt cái bề mặt da của miếng vịt này xuống chảo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trở bề vịt lại. Vịt sau khi đã được chiên áp chảo xong rồi, bây giờ mình sẽ sang qua một cái chảo khác nha, một cái nồi khác không có dầu nha. Rồi tiếp tục mình sẽ nêm vào là một ít tỏi này, một ít củ hành xay này, và một ít đường phèn nè, rồi một ít ngũ vị hương này, rồi sa tế này, tiêu này, cục gừng này, sả này. Tiếp theo là mình sẽ cho chao đỏ vào, mình cũng không có cho nhiều nữa nha, cho nhiều quá sợ mình sợ nó mặn á các bạn. Sau đó mình sẽ trộn lên tất cả những gia vị này nha. Sau cái phần nêm gia vị thì bây giờ mình trộn đều và đợi cho nó sôi lên, thấy không? Thịt vịt mình xào cho nó săn lên xong rồi mình sẽ cho nước dừa tươi vào nha các bạn. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ quậy bột nước cốt dừa này. Khi nước trên nồi nước này nó đã sôi lên thì tiếp tục mình sẽ cho khoai và sake vào nha các bạn. Sao cho vào mình lại tiếp tục nấu lên cho khoai và sake nó mềm đi nha. Ở đây khi khoai nó chín đó, mình sẽ lấy vài cục ra, mình tán nhuyễn khoai ra, rồi mình lại quậy vào trong cái nồi nước dùng. Làm như vậy á, để tạo cho nước dùng nó có cái độ lình lền á. Và cuối cùng mình sẽ cho vào nồi vịt nấu chao này một ít nước cốt dừa hồi nãy mình quậy đấy. Bây giờ mình sẽ cho một ít rau tần ô vào trong cái nồi nước này như mình trụng sơ qua vậy, và mình sẽ để lên mặt của một tô bún nha. Vịt nấu chao này mình sẽ ăn bún
Rồi, nếu mà có mấy bạn có thể là không có lấy ra tô sẵn thì mấy bạn có thể làm coi như là một cái lẩu để mấy bạn nhúng rau và mấy bạn ăn nha. Còn ở đây thì nhà mình sẽ múc cho mỗi người một tô, gồm có bún nè, vịt nè, sake nè, khoai nè và một ít rau tần ô để ở trên. Ăn như vậy, nó sẽ nhanh hơn đó, tại vì con mình sắp tới giờ đi học rồi. Tô này là của mình nè, mình để nhiều rau không? Mình rất là thích ăn rau tần ô á. Và đây là thành phẩm của mình, ba tô bún vịt nấu chao nha. Mình ăn dọn ra tô như vậy đặng dễ chụp hình, còn ăn kiểu như cái lẩu á thì nó ngon đó, nhưng mà khó chụp hình, khó quay, đặng lên clip quá các bạn ơi. Đây, mấy bạn có thấy là cách nấu vịt nấu chao của mình rất là đơn giản không? Chủ yếu là phần gia vị ướp thôi, và lúc mà mình quét xì dầu thôi là nó hơi đặc biệt tí xíu, đúng không các bạn? Này, nếu các bạn thấy thích cách nấu vịt nấu chao này của mình thì xin các bạn hãy cho mình một like nha. Và hãy đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo khi mình có video mới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã bao lâu rồi bạn chưa nấu món vịt nấu chao này cho gia đình bạn ăn? Nếu chưa nấu thì hôm nay mình đã lên thực đơn gợi nhớ cho các bạn rồi đó. Cuối tuần này các bạn hãy nấu cho người thân và gia đình của các bạn ăn nhé. Bảo đảm với các bạn, nấu theo cách của mình thì rất đơn giản và ngon luôn đó. Còn bây giờ, mời các bạn cùng gia đình mình ăn vịt nấu chao nha. Rồi. Không biết mày mình. Trong cái tô. Đau quá. Trộn lên đi. Anh ấy không chịu ăn rau. Nấu không? Ngon. Món này của người Việt. Cái đường ngon á. Còn anh ấy, anh đi. Thì nổi. Thấy. Cái tô này của chiếc nè, nó đúng nè. Cái đùi vịt không nè. Cái lỗ nó chân rồi. Chắc, ngon lắm. Đồ khoai lang. Cái này là sake. Sake với khoai cao. Rồi con biết nào sake là khoai cao. Cái có lỗ lỗ là sake. Này. Tô này rau nhiều hơn. Đâu có quay cái mặt đâu. Cái tô với miệng. Cái tô với cái miệng hả? Dảnh cái miệng lên. Gì? Cái miệng nó tụt mồi, em dảnh chân. Ngon quá à. Cái gì? Dẻo lên quá. Bụi. Để biết tại sao mà đón cả nhà, tại sao mà mình đi ăn cà ri này kia đó, nóc cháo kia ngoài ngoài đường mình ăn rút nào cũng rất là ngon hơn ở nhà không? Ít quá. Đúng rồi, bán có chút xíu à, có được cục gửi thịt à, đúng không? Bún cũng phân nửa, bún ra cũng vậy nữa. Mình một cục nó bằng, mình hai cục bằng ba cục nữa à. Mà đâu để thịt để bún gì nhiều đó. Gì cũng chút chút. Khoai cũng có một cục khoai à. Ăn theo kiểu thắm nó hết rồi. Con này ăn. Không lẽ ra tiệm ăn 2-3 tô thì mắc cỡ. Mắc cỡ chứ, đi mất tiền. Đi mất tiền nữa. Nên ăn có một tô còn thèm. Tô mấy chục ngàn nữa. Bởi vậy thèm mà ăn qua ngoài đâu có đã thôi, còn ăn ở nhà. Nhà ăn là ngán ngừ. Ăn là ngán luôn. Đó, một tô bún của mình cũng gấp đôi người ta nữa.
tô của ngoại này ha, ở ngoài chợ nó bán chừng 2 tô á. Video đến đây là cũng dài, thì mình xin được phép kết thúc video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.